6 tháng đầu năm 2017, Bộ Công Thương đã chủ động tích cực thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ về việc cải cách hành chính, bảo đảm đúng nội dung, tiến độ, kế hoạch đã đề ra và ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, công khai và minh bạch hơn. 6 tháng qua, Bộ Công Thương đã tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước, các ngành, cấp và trong nội bộ như rà soát và ban hành phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong ngành công thương theo nghị quyết số 19 NQCP, kiểm soát thủ tục hành chính thường xuyên đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân tại Nghị định 63, Nghị định 48, Đề án 896 của Chính phủ. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36A NQCP về Chính phủ điện tử, trong đó có việc đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ mức độ 3-4, tăng cường đối thoại với cá nhân về tổ chức thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, v.v. Trong 6 tháng cuối năm, Bộ tiếp tục thực hiện kế hoạch đề ra theo đúng tinh thần. Cải cách hành chính của Bộ Công Thương không chỉ nhằm vào thứ hạng mà phải đo bằng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.